À, chào các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài thực hành khác ở trong cái khóa là lớp 2 ha. Ở trong cái bài trước thì các bạn đã thực hành cho cái máy SenOS 7 của mình nó tham gia vào bên trong một cái Active Directory hoạt động ở trên nền tảng của Windows Server 2016. Thì ở trong cái bài trước thì chúng ta join cái domain đó bằng cách là sử dụng cái ứng dụng là System Security Service Daemon ở trên cái nền của anh SenOS 7. Thì cùng tương tự cái này các bạn có thể làm nó ở trên SenOS 8 luôn. Tuy nhiên thì sau khi làm xong cái bài này mà nếu như các bạn triển khai tiếp tục với cái Samba server để mà mình chia sẻ dữ liệu thì cái thao tác của nó sẽ hơi khó, bởi vì cái anh System Security Service Daemon này nó không có support cái NT làm man ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phương án khác ha, là các bạn sẽ sử dụng cái option là cái WinBind. Cái WinBind thì nó có thể có ở trong cái gói cài đặt của cái gói Samba server. Thì bây giờ trước khi mình làm thì mình sẽ giới thiệu lại một chút ha. Thì sau khi hoàn thành cái bài này thì các bạn sẽ làm được cái gì? À, chúng ta sẽ có thể là thiết lập được một cái share file, đúng không ạ? Share file ở trên SenOS 7. Và nó sẽ sử dụng là username password. Username và password ở trong cái domain controller của mình. Thì đây là cái kết quả mà sau khi cái bài này nó mình làm xong mình sẽ phải đạt được ha. À, về cái việc chuẩn bị cho cái bài của mình, đúng không ạ? Trong bài này thì các bạn sẽ cần là hai máy thôi, một cái máy Linux SenOS 7, một cái domain controller ở trên nền của Windows Server 2016 ha. Thì trong cái bài thực hành cá nhân của mình thì cái máy SenOS 7 thì sẽ có là IP là 192.168.1.160. Máy domain controller của mình sẽ là .1.100. Thì để cho mình có thể dễ dàng mình tham gia vào cái bên trong cái domain á thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại cái thông số cái DNS ở trong cái domain mình lại một chút, là cho nó cho phép update DNS động, đúng không ạ? Từ cái môi trường là non-secure. Các bạn vào bên trong cái phần quản lý cái DNS của cái domain của mình. Rồi, ví dụ đây là cái domain mình làm bài lab này sẽ là vimware.lab, đúng không ạ? Bạn chuột phải ra, bạn property ở đây. Thì cái chỗ là dynamic update này thì mặc định nó để là secure đó, thì các bạn để số của nó là non secure và secure ha. Rồi, các bạn apply, các bạn ok. Rồi cái bước các bạn cần chỉnh lại một chút ở trên cái domain của mình. Rồi mình sẽ xóa đi cái record này. À, về cái máy SenOS 7 ha, thì các bạn cần phải thiết lập cho nó một số thông số cơ bản ha, như sau dưới đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết nối ESX sang cái máy Windows 7, cái SenOS 7 của mình đây. Rồi, mình đăng nhập vô. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chỉnh cho nó cái tên của tên máy tính của mình. Thì mình sẽ đổi cho nó thành cái hostname nó là samba.vimware.lab, rồi sẽ ghi lại. Rồi, chỗ này mình sẽ đổi lại như vậy ha. Đây sẽ là samba.vimware.lab. À, thông số về SL Linux á, thì các bạn sẽ disable đi. Đó, đây mình đã disable sẵn rồi. À, thông số về cái file host của mình. Thì ở đây các bạn sẽ để vô ha, hai cái dòng này. Một cái dùng cho cái domain và một cái thì dùng cho chính cái Samba server của mình.
Rồi ở đây thì để cho nó an toàn thì mình sẽ khởi động cái máy mình lại một lần. Đây, trong lúc này thì các bạn binh cho nó liên tục ha. Rồi mình chờ kết quả. Rồi, các bạn thấy cái máy mình nó sống lại rồi ha. Rồi, chỗ này thì mình sẽ chuột phải, mình restart cái phiên lại thôi. Rồi, thì coi như chỗ này mình xong được cái bước chuẩn bị ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt vô trong máy của mình là cái tính năng là Samba Server nè, Samba với cái WinBind nè, Samba WinBind Client với lại là hỗ trợ xác thực bằng Kerberos nè. Các bạn sẽ để nguyên cái cụm này vào. Rồi, quá trình cài đặt xong ha. Thì các bạn lưu ý là để mà mình join vào bên trong cái domain thì cái DNS mình phải trỏ sang ở bên cái máy của cái AD đúng không ạ? Mình check lại lần nữa ha. Mình sẽ vi vào etc expression đúng không ạ? Rồi, mình đã chỉnh rồi. Cái này các bạn nhớ là cũng giống giống như là cái thao tác mình làm ở trên Windows cũng vậy thôi ha. Phải trỏ về cái DNS server và nó hiểu được cái tên miền nội bộ của mình. À, ngoài ra thì chỗ này chúng ta cũng nên là install thêm cái dịch vụ NTP và sẽ cho cái máy tính của mình ở đây nó sẽ đồng bộ giờ ha với cái thời gian đó. Rồi, ở đây thì mình đã ghi thêm một dòng đúng không? Ghi thêm vô. Rồi, sau đó thì chỗ này các bạn dùng câu lệnh là NTP date đúng không? Update ạ. Rồi, trừ U ha, update với cái máy chủ là chấm 1 chấm 100. Rồi, nó sẽ ra cho các bạn là dòng báo nó ná giống như vậy ha. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file config đúng không ạ? Chỗ này mình sẽ sử dụng cái câu lệnh là authenticate config. Ở trên CentOS 7 thì chỗ này sẽ là Authent Config nè, lên CentOS 8 thì chỗ này sẽ chữ Authent Select. Thì lúc này mình sẽ chỉnh lại các thông số, ví dụ như là Kerberos Key Domain Server mình sẽ là srv1.vnv.lab, cái này ứng với Fully Qualified Domain Name của cái Domain Controller của mình nè. Rồi những thông số về RIM nè, các bạn ghi đúng chữ vnv.lab và chữ viết hoa đúng không ạ? Rồi, thông số về SMB chỗ này ha. Thì tức là khi mà các bạn dùng lại cái script này á, thì các bạn nhớ là thay đổi lại cái tên cho nó phù hợp với cái hệ thống của mình. Rồi, chỗ này mình sẽ để cái cụm lệnh này vào. Rồi, khi mà các bạn thấy cái dòng báo như vậy nha, thì nó vẫn không sao đâu ha. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Sau đó thì các bạn sẽ join nó vào bên trong cái domain đúng không ạ? Thì chỗ này các bạn sẽ dùng câu lệnh là net ads join-u là user và cái user là administrator bên trong cái domain controller của mình ha. Rồi các bạn nhập password vào. Rồi ở đây nó báo là gì? À, cái máy mình nó join vào bên trong cái domain là vnv.lab đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kiểm bằng cách là remote desktop sang cái máy domain controller của mình mà chúng ta nhìn một lần. Thì chỗ này mình đang đứng trong cái vị trí của DNS server này các bạn thấy là tự động nó tạo ra ông record đúng không ạ? Nó ghi chỗ này là Samba, tương ứng vào Samba.vnv.lab nè. Và nó có cái IP là chấm 1 chấm 160 nè.
À, mình đi vào bên trong cái phần user và cái computer group ở trong cái domain controller của mình và vào cái phần máy tính đúng không? Chỗ này các bạn thấy là sẽ xuất hiện thêm cái máy tính nữa tên là Samba ha, nó chính là cái máy Xenon S7 mình đây. Rồi sau khi join xong á, thì chỗ này chúng ta sẽ khởi động lại cái dịch vụ WinBuy ha. Start cái WinBuy và khởi động lại. Thì cũng giống đến bước này á, cũng giống như bài trước đúng không? Các bạn có thể thử ví dụ như chỗ này mình sẽ su sang cái user là nhân lên. Đó, thì các bạn thấy là máy mình bây giờ đã có cái user là nhân lên, và cái user nhân lên này là cái user mà nó có ở bên trong cái domain đúng không? Thì chỗ này các bạn có thể sử dụng một số câu lệnh sau. Ví dụ các bạn dùng lệnh là wb tức là winbuy info trừ u. Winbuy info trừ u á, thì nó giúp cho các bạn là liệt kê xem coi là ở bên trong là nó thấy được bao nhiêu cái user ở bên trong cái domain controller. Này bạn thấy là số user trong máy nè. Winbuy info trừ g tức là group đúng không ạ? Group ha. Thì ở trong cái phần thực hành kế thì mình sẽ sử dụng cái group kinh doanh này ha, để mà thực hiện là cái chia sẻ dữ liệu. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với cái phần còn lại của bài mà ha. Bây giờ thì mục tiêu kế tiếp của chúng ta là sẽ thiết lập một cái share file nó có cái phân quyền và sử dụng là cái username password ở bên trong cái domain controller của mình. Thì bây giờ thì đầu tiên mình sẽ kích hoạt cái tính năng Access Control List ha, ở trên cái máy là Xenon S7 này lên. Thì các bạn sẽ để vào là vi đến suyệt etc fstab. Thì ở trên chỗ này các bạn thấy là nó có hai cái partition, đúng không? Một cái là ASL, một cái là home đúng không ạ, và một cái là sẹt đúng không ạ. Ở đây mình sẽ ghi vô chữ ASL ha, trên cả hai cái vị trí này. Rồi mình sẽ để cái này ra ngoài. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái ASL này lên á, thì với mục tiêu là để các bạn có thể sử dụng được cái bộ công cụ là setf ASL và getf ASL ở trên những cái partition này ha. Rồi ok mình lưu lại thôi. Sau khi mà mình kích hoạt xong cái này á, thì các bạn sẽ dùng mount trừ o remount set home và set ha, thì cái này để mà nó tái kết nó lại ha, tái kết nó lại vô ở bên trong cái những cái phân vùng của mình và áp dụng cái ASL. Rồi sau đó thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái thư mục để mình chia sẻ, sẽ là data share. Rồi. À, cái này các bạn sẽ đưa thêm cái option trừ B vào. Đó. Thì cái thư mục DataShare này các bạn thấy là mình đang chạy nó với cái quyền là của cái user root đúng không ạ? Thì bây giờ mình nếu chúng ta khảo sát về cái quyền của cái thư mục nè. Rồi mình sẽ lấy gốc ha. Hoặc là chỗ này các bạn ls trừ ld cái set data. Thì các bạn thấy là cái set data này á thì nó đang có cụm quyền nó là 755 đúng không ạ? 755. Khi mà mình nhảy vào bên trong cái data đúng không ạ? Rồi, các bạn cũng ls thì các bạn xem cái share này á thì nó sẽ là cũng là quyền 755 đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ hạ cái quyền này xuống đúng không ạ? Mình sẽ nói là chmod lại nó sẽ là 770 ở trên thư mục share. Thì lúc này nó sẽ ra một cái kết quả là gì? User order. Thì nó sẽ không được phép truy cập vào bên trong cái thư mục này. Thì sau đó thì mình sẽ sử dụng cái bộ công cụ là setf ASL. Đúng không? Cái này mà dùng là setf ASL. Rồi, trừ M tức là modify cho cái group.
group kinh doanh, group kinh doanh, cho nó quyền đọc kỹ thực thi ở trên thư mục share. Thì cái group kinh doanh này các bạn lấy nó ở đâu? Nó sẽ nằm ở bên trong cái trừ g ở đây. Đây là cái group nó ở trong cái domain controller của mình. Thì mình đã gán cái group kinh doanh này vào ở bên trong cái share rồi đúng không ạ? Sau đó chỗ này các bạn nếu như bạn ls trừ l lại thì các bạn thấy là về cái mặt phân quyền chỗ này nó xuất hiện thêm cái dấu cộng nè. Dấu cộng tức nghĩa là chứng tỏ rằng là cái thư mục này của mình nó đang có cái quyền mở rộng ha. Thì để kiểm tra quyền các bạn dùng lệnh get f acl share đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là nó ra cho mình là ở vị trí này á, thì cái thư mục mình có group kinh doanh nó đang có quyền là đọc ghi thực thi ha. Đó. Thì sau đó thì bây giờ mình sẽ thiết lập chia sẻ cái thư mục này ra thôi. Thì lúc này các bạn sẽ vi đến sự otc samba smb.conf. Thì do là lúc nãy chúng ta sử dụng cái authent config là chúng ta join vào bên trong cái domain rồi. Thì trong cái file config này thì nó đã có sẵn cho mình những cái thiết lập của thằng WinBy rồi. Chỗ này các bạn không nên chỉnh ha. Bây giờ ứng với mỗi một cái share ở dưới đây thì mình sẽ để nó vô một cái cấu hình của nó. Rồi ở chỗ này thì mình sẽ tạo ra một cái share tên là security share ha, đường dẫn của nó, được quyền ghi, file được tạo ra thì mình ép sticky bit ha. Nó giống như ở trong cái cụm bài mà các bạn làm ở phía trên. Thì lúc này thì nó khác so với những cái bài share file bình thường ở trên cái Samba mà không dùng domain á, thì chỗ này các bạn sẽ gán vô đây là cái user, cái group ha. Mà nhớ chỗ này lưu ý là các bạn gán vô đây là cái group ha. Rồi mình để cái cụm này vào ở bên trong cái phía máy mình như đây. Rồi sau đó thì ok mình sẽ lưu lại đúng không ạ? Mình sẽ system ctl restart chỗ này mình sẽ là smb. Để lúc mình test thì mình sẽ tạm thời mình off firewall đi ha. Mình sẽ stop cái dịch vụ firewall D đi. Thì chỗ này các bạn có thể kiểm tra bọt đó mà. Mình sẽ start trừ là tờ UNB. Sau đó các bạn grab 4 năm ra. Rồi, các bạn thấy là có SMB D ha. Nó đang chạy chỗ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua bên cái máy domain chúng ta kiểm tra lại nè. Ở trong đây á mình có cái group đúng không ạ? Group là group kinh doanh. Ở trong cái group kinh doanh này á thì thành viên thì nó chẳng có một cái user tên là Nhân Lê thôi ha. Mình sẽ login vào bằng cái user Nhân Lê. Rồi mình đang ở ngoài cái máy Windows 10 đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ sạc sạc vào 160 ha. Rồi mình sẽ nhập vào đây là VMware Nhân Lê. Rồi cái password. Thì chỗ này các bạn sẽ thấy là nó có cái share security đúng không ạ? Rồi, chỗ này thì mình sẽ click vào. Rồi, mình thấy nó cho mình vào đúng không? Mình thử nghiệm mình tạo ra cái dữ liệu. Ví dụ như mình để là Nhân Lê đúng không ạ? Ví dụ như ở đây mình tạo ra một cái thư mục đúng không ạ? Bạn ghi đây là thư mục. Đó. Còn cái xe này nó xuất hiện á là do là nó có cái home ở phía trên cái Samba ha. Thì nếu như bạn thấy cái xe này nó phiền thì mình có thể đơn giản thôi. Cái chỗ cái home của user này ha, thì chúng ta có thể là ok, chúng ta ram lại. Rồi, lưu lại ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ restart lại cái dịch vụ Samba. Rồi, thì ở bên cái máy Windows 10 thì mình sẽ tắt phiên đi. Mình sẽ dùng lệnh là net u sound sweep delete ha. Rồi, yes. Rồi, đến vị trí này thì các bạn sẽ phải chờ cái máy của mình một chút ha. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ thử là kết nối lại thôi. Kết nối lại.
và cái máy 160. Rồi, nhập lại cái username password. Rồi, các bạn thấy lúc này nó chỉ còn đúng một cái share là security thôi đúng không ạ? Rồi, chúng ta thử vô thêm cái nữa ha. Dữ liệu đúng không ạ? Rồi, thử xóa lên thế này xem sao. À, vẫn xóa được đúng không? Quyền mình có đủ. Thì lúc này qua lại cái máy chủ là NAS của mình đúng không ạ? Các bạn LSTL ra các bạn nhìn đúng không ạ? Thì các bạn thấy là do là cái cụm quyền của mình ở đây mình khai báo là khi mà tạo ra đúng không ạ? Thì nó sẽ chạy với cái quyền là 1770. À, tức nghĩa là cái quyền mình áp xuống ha. Cái quyền mình áp xuống cho cái user của mình đang chạy gọi là sticky bit. Khi mà cái user này của mình nó tạo ra cái gì ha, thì các bạn thấy áp nó bằng những cái tính năng gọi là create mode nè, directory mode của nó ha. Rồi thì ở đây mình sẽ kết thúc cái bài CentOS 7 zone vào bên trong cái domain Windows Server 2016 bằng cái công cụ là WinBind nó có trong cái Samba server ha. Rồi ha, chào các bạn.